đến trẻ em. YouTube đang yêu cầu người sáng tạo tiết lộ nội dung của họ có nhắm vào trẻ em hay không. Sau khi được người tạo nội dung thông báo, YouTube sẽ tắt tính năng quảng cáo trên video của họ, bắt buộc họ phải tuân thủ luật pháp và chi phối các hoạt động thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. Theo The Verge, động thái này là kết quả trực tiếp của khoản thanh toán trị giá 170 triệu đô la, trong đó YouTube sẽ tuân theo đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em bằng cách sử dụng quảng cáo để tiếp thị cho người xem các kênh trẻ em nổi tiếng. Theo đạo luật đó. YouTube không được phép sử dụng thuật toán nhắm mục tiêu quảng cáo của mình cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Sự thay đổi trong chính sách của YouTube đã khiến một số người sáng tạo nội dung lo lắng chỉ ra rằng thật khó để xác định nội dung nào đủ điều kiện với trẻ em. Thêm vào đó, YouTube từ chối cung cấp cho người dùng các nguyên tắc rõ ràng về tiêu chuẩn nội dung đủ điều kiện và khi nào thì không. Đầu năm nay, YouTube cho biết họ sẽ ngừng sử dụng quảng cáo với nội dung hướng vào trẻ em.